Đức Phật có bài kinh nào hay giới luật nào cho phép tu sĩ hay cư sĩ chưa giác ngộ được dạy giáo pháp không Thưa sư à, Cái này thì sư phải hỏi ngược lại là Đức Phật à, có bài kinh nào hay giới luật nào mà cấm tu sĩ hay cư sĩ chưa giác ngộ được dạy giáo pháp hay không Hình như là không có Nhé yeah không có một bài kinh nào không có một giới luật nào mà đức phật nói rằng một vị chưa giác ngộ thì cấm tuyệt đối không được làm thầy dạy bất cứ ai chuyện đó là không có ngược lại à, ngay cả vào thời đức phật đó, có rất nhiều những vị phàm mà là những vị tam tạng pháp sư có nghĩa là thông thuộc tam tạng và làm các vị pháp sư dạy những cái đồ chúng rất là đông mà trong những đồ chúng đó đó thậm chí đó, người thầy là phàm mà đệ tử đó, nhờ nương theo lời dạy của người thầy mà chứng đắc thánh đạo thánh quả điều đó là có Nha? thành ra chúng ta phải cẩn thận đừng có để là bị người khác một số cái thế lực một số đối tượng vì những cái uh, tư dục mà cố tình ý, uh, cho chúng ta biết trực tiếp hay gián tiếp là họ có cái sở chứng sở đắc nào đó và họ nói rằng uh, chỉ có những người là có chứng đắc thì mới có khả năng dạy người khác hãy cẩn thận cẩn cẩn thận khi bởi vì khi mà chúng ta ôm cái suy nghĩ ôm cái suy nghĩ là chỉ có người giác ngộ thì mới được dạy đó thì coi chừng là chúng ta sẽ rơi vào cái cái lưới của những cái vị mà tà sư ác hữu bởi vì họ sẽ mạo nhận cái sự chứng đắc của họ và họ sẽ dạy và chúng ta sẽ mất đi cái khả năng phán đoán và khả năng bình xét Hứng? hơn nữa đó nên nhớ như thế này có bốn trong thanh tịnh đạo đó thì được uh, nêu là có những cái bậc thầy dạy như sau thứ nhất là một vị chánh đẳng chánh giác xuống nữa là một vị thanh văn giác xuống nữa là những vị từ tam đạo tam quả cho tới sơ đạo sơ quả xuống nữa là những vị chứng thiền xuống nữa là những vị thông thuộc tam tạng xuống nữa là những vị thông thuộc hai tạng xuống nữa là những vị thông thuộc một tạng kèm với chú giải và đây là trong tạng luật một vị mà làm thầy muốn làm thầy người khác đó thì phải thỏa mãn những điều kiện sau thứ nhất à, là tuổi hạ phải đủ thứ hai là làm thầy tế độ thứ hai là vị đó phải thông thuộc giới luật và phận sự và thứ ba đó là vì đó phải thông thuộc kinh tạng và thắng pháp thì vị đó, đó vị thầy mà có những đặc tính như thế thì mới gọi là mới có được cái khả năng là tiếp nhận đệ tử dạy dỗ đệ tử đây thành ra đó uh, chúng ta phải hiểu là đức phật không hề cấm cư sĩ hoặc tu sĩ chưa giác ngộ mà lại đi dạy giáo pháp Đấy. chỉ cần là vì đó nói đúng chánh pháp tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại trong rất nhiều bài kinh trong rất nhiều bài kinh đức phật khuyên um, hàng tu sĩ như thế này hãy thực hành Điều mà bản thân chúng ta dạy người khác Có nghĩa là Khi chúng ta dạy người khác từ tâm Thì chúng ta nên thực hành cái hạnh từ tâm Khi chúng ta dạy người khác Cái hạnh hào sản Thì chúng ta nên thực hành cái hạnh hào sản Khi chúng ta dạy người khác Cái sự không dễ vui Thì bản thân chúng ta nên là người tinh tấn Có nghĩa là Dạy người khác như thế nào Thì bản thân chúng ta phải thực hành như thế đó Đấy Còn nếu không á Chúng ta chỉ có cái sự uh, giảng dạy mà chúng ta không có sự thực hành. Thì nó cũng giống như cái người chăn bò thuê mà thôi. Chính vì những cái bài kinh như thế. Cho nên ý, quý vị thấy rất là rõ. Có nghĩa là Đức Thế Tôn khuyên những vị phàm. Khi anh dạy người khác cái gì. Thì anh phải thực hành như thế đó. Thì như vậy đó. Có nghĩa là sao? Đức Phật không có cấm. Bởi vì nếu Đức Phật cấm là Đức Phật sẽ không nói như thế. Đức Phật sẽ sẽ nói như thế này. Vị tỳ kheo phải chứng đắc sự giác ngộ trước rồi sau đó mới được phép dạy dỗ người khác, mới được phép nói về chánh pháp. Nhưng Đức Phật không nói như vậy. Đức Phật nói đó, dạy người khác như thế nào thì bản thân chúng ta phải thực hành như thế đó. Ha?